Mời đại nhân. Lưu Dương Hải vấn an thái sư. Tri viện miễn lễ, ngồi nói chuyện đi. Cảm ơn thái sư. Huyện thái gia thì nể tình quá, hãy ngồi đi. Anh à, người đàn bà giết chồng đó đã nhận tội chưa? Hồi bẩm sĩ lang đại nhân, cậu đã nhận rồi. Ồ, vậy tại sao giết chồng gì hả? Cậu đã nhìn nhận giết chồng, ngoài ra không khai gì khác. Mạc Tuyết Nhi này dâm mô lãng mạn, thần thống trong quý tộc mà không giữ tròn đạo phận, vì để tránh người đời noi theo, quý vị phải lập tức xử đúng luật đi. Sĩ lang đại nhân nói rất là đúng. Gia phụ tôi thích những người làm việc đúng đắn, làm đúng luật lệ. Nếu như quý diện mà xử đúng như cái vụ án này thì tri phủ của Thuần Thiên một ngày nào đó sẽ thuộc về của ông. Dân Viên Hải làm theo. Gia phụ đối với những kẻ nghịch đạo không hề tha thứ. Dương Kế Thành thẩm niệm mà có bằng chứng rồi. Huyện thái gia là một người hiểu chuyện. Tấn thối hay không, phú quý hòa phước hoàn toàn ở trong tay của ông. Ai? Người đứng đây để làm gì? Chuyện gì vậy? Cha thấy ở ngoài sau có một người. Đâu có. Người đâu? Người đâu? Hả? Quý huyện có thấy đằng sau con trai tôi có ai không hả? Cô ma, cô ma. Cha, hồi nãy con thấy một con ma, nó muốn nhà tôi bóc cổ cha. Không lẽ con qua mắt Nguyễn Thái Già? Ông có thấy không vậy? Dĩ nhiên là thấy. Tôi nghĩ nghĩa phụ của ông bị ám khí nhiều quá, bị tà ma quấy nhiễu. Tà ma quấy nhiễu? Hèn chứ gần đây lão phu cảm thấy buồn rùng bất ổn, cứ nằm ác mộng hoài. Quý huyện đã quen thuộc với đạo gia, có thể giúp ta được hay không? Phép thuật đạo gia bị chất không có biết nhiều lắm. Thôi được rồi, vậy thì ngươi lập tức giải tà dùm cho lão phu đi, lão phu sẽ có trọng thưởng. Thật ra người ta bị ma quấy nhiễu, muốn phá giải cũng đơn giản thôi. Bằng cách gì hả? Chỉ cần ở trên vách tường nhà mình đang ở treo bức tượng Trung Quỳ lên thì có lẽ khưu tà đuổi ma. Trung Quỳ? Trung Nam Tấn Sĩ Trung Quỳ của nhà Đường à? Đúng vậy. Sau khi ông ta chết, thiên đình ban cho ông ta thành Phục Ma Đại Tướng Quân, thưởng thí trảm yểu thần kiếm, chuyên môn trảm ma giết yêu. Chỉ cần treo bức tượng của ông ở trong nhà, những thứ giờ bẩn nghe thấy là khiếp đảm kinh sợ. Nhưng mà ở đâu mới có bức họa của Trung Quyền? Ý chất đang có một bức. Thiệt hả? Quý huyện có thể nhường cho ta không? Cam nguyện dâng hiến cho thái sư. Hay. Vậy thì hay lắm. Lão phu phải đa tạ bằng cách nào? Không dám nhận thái sư đa tạ. Chỉ cần thái sư đề bạc, tạo chút điều qua lại thân thiết, đó là thọ hồng phúc của thái sư. Nếu như ngươi đã dốc lòng với ta, thì lão vô chịu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Khấu tạ thái sư. Miễn lễ, đứng lên đi. Đứng lên. Tạ ơn thái sư. Lúc nào lão vô mới nhận được bức họa đó hả? Bị chất lập tức về lấy ngay. Được, ngươi hãy đi lấy nhanh đi. Khi lấy được bức họa, lão vô mời ngươi uống vài ly, lão vô sẽ khoản đãi ân cần. Tạ ơn thái sư. Thì hay quá, không ngờ nhắc tới cha con hắn khiếp đảm luôn. Không ngờ cha con của họ sợ hãi đến quá độ, đủ cho thấy là họ gây tội ác quá nhiều. Không sợ triều đình mà chỉ sợ ma quỷ. Cha con của Dương Tung mà sùng kính ta như vậy thì ta thật mừng lắm. Nè, quả tượng chừng nào mới đem đi? Lập tức đem đi liền. Được, cứ làm theo kế đi, đi liền đi. Hả? Đại ca, còn về bên Mạc Tuyết Nhi thì... Cứ giao cho huyện thái gia xét hỏi, rủi mà gặp chuyện nào khác thì mình lập tức trở lại đây. À, còn nữa, nếu muốn gặp chúng tôi thì lắc cái chuông này. Chuông này là sao vậy? Cái này là bảo vật của thiên đình tặng cho, kêu là chuông chiêu hồn. Ông tặng cho tôi hả? Tặng cho ông à? Cho ông mượn thôi.
Ông cứ lắc cái chuông này thì chúng tôi sẽ xuất hiện ngay. Cảm ơn thiên sư. Thôi đi chứ. Cha, cha thì thu nhận Lưu Diên Hải Thành làm đệ tử hả? Hắn mà chịu quy thuận thì cha đã có một tâm phục. Con cảm thấy không ổn sao? Sao con cảm thấy ổng không dốc lòng quy thuận đâu? Con quá lo xa rồi. Dụng người phải tin trước rồi nhận sau, như vậy mới được lòng người. Sao con cảm thấy quỷ quái hôm nay xuất hiện lạ lùng quá? Những người tinh thông về đạo luật có thể khưu tà đuổi quỷ, tạo ra những ảo tưởng khác thường. Còn nữa, con với Lưu Diên Hải không có duyên phận, biết nhau không nhiều, ngang nhiên mà đi nhận cái quả tường của hắn, e rằng tà ma chưa trừ là dụ quỷ nhập môn. Vậy thì con nghĩ coi mình phải làm như thế nào? Nghe nói ngoài Quan Ngãi có Lạc Ma giáo, một loại niệm hồn pháp sử dụng 7 thứ thang quyền mộc. Ở trong 3 sức tụng niệm thần chú, nếu lệ quái sẽ biến nó thành tro tàn bay bổng lên không trung. Nếu mà chung quỳ mà ở đây, ổng là thần chánh thì không bị ảnh hưởng đâu. Nếu như trong phủ mình còn quỷ quái thì tính sao? Vậy thì mời đạo sĩ đến mà tụng kính. Cha thấy hơi mệt, cha muốn đi nghỉ. Lát nữa ông Hải có nên bức họa tới, con phải tiếp đãi ông tử tế thu phục nhân tâm nha. Dạ. Mạc Tuyết Nhi, một cô gái xinh đẹp, một cô gái mỹ miều, rất là khả ái, mà phải đền mạng cho chồng của cổ thì đúng là tiếc quá. Không thì để mình chơi cái đã. Sau khi mình chơi chán rồi, nếu quan huyện đó, nếu như quan huyện đó mà chịu giúp cho mình, vậy chứng minh hắn đã thành thật quy thuận rồi. Người đâu? Thiếu gia có gì căn dặn không? Mau chuẩn bị người cho tàn tiểu huyện Đại Hưng. Dạ. Nguyễn Thái Gia, sao mặt mũi buồn hiu vậy? Tôi giận lắm. Giận lắm hả? Giận ai vậy? Không phải giận tôi chứ? Tôi giận Viên Thái Gia. Tôi rất là giận Viên Thái Gia, ỷ thế hiếp người, miệng thì cười, bụng thì ác, tôi còn tức lắm. Sao ông nhát gan quá? Thì tôi phải nhát gan chứ. Tôi chỉ là quan thất phẩm nhỏ nhặt mà, phải đấu với cha con của họ. Nếu là ông có sợ hay không? Bộ ông muốn rút lui hả? Tôi không phải là muốn rút lui đâu. Tôi chỉ ngại là mấy ông có tin tưởng được hay là không thôi. Ông nghi ngờ tôi à? Tôi nghi ngờ dĩ nhiên là có lý do của tôi. Ông cứ nghĩ coi, mấy ông là thần, thần thì có thể tự nhiên qua lại, thần thì có thể chuyển cổ thành kim. Còn tôi là một người đỉnh thiên lập địa, có thân có xác. Tôi nhảy cũng không nhảy được cao, bay cũng bay không có được. Khi mà gặp chuyện cần, tôi gọi không được mấy ông thì tôi phải bó tay vô phương, thì chẳng khác nào lao đầu vào cửa tử. Đại ca, anh đừng có giận quá. Hắn thật chẳng biết phân biệt tốt xấu. Nhưng mà anh cũng phải hiểu lập trường của hắn chứ. Hắn nói cũng đúng lắm đó. Vậy thì ngươi nghĩ coi thế nào? Sĩ Lan đại nhân tôi. Hả? Mặt chú Nhị đâu? Ai vậy? Hả? Không nhận được thơ của tôi sao hả? Dạ không. Vậy thì lạ quá. Sĩ Lan đại nhân thấy lạ ở chỗ nào? Thôi đi. Thôi nè, bước quả đâu? Ở đây. Ở trong có gì vậy? Lạnh quá à. Đâu có. Có phải là đại nhân cầm chưa vững không? Mở ra coi thử đi. Để tôi coi đã. Dạ. Hả?
Quả thật là oai phong lẫm liệt, vẽ hay lắm, vẽ xuất sắc vô cùng. Con cảm thấy ám khí trùng trùng ở trong tỏa ra khí lệnh. Đó chính là cái khí thần của bức họa. Trung Quỳ là kẻ bắt yêu mà, thì dĩ nhiên phải có ám khí chứ. Không lẽ giống như Phật Di Lặc cái cười hớn hở sao? Thôi, mau treo lên đi. Trước bức họa phải đặt hương án ngày đêm nhang đèn cúng đi nhờ. Nhất định phải treo à? Ừ, treo lên. Dạ. Nè, Lưu Duyên Hải đâu rồi? Ừ, đã về rồi. Về vụ án của Thăng Thành, hắn có hiểu ý của cha không? Ừ, chắc hiểu. Con ra lệnh trong 3 ngày phải kết thúc giết chết mặt trước nhỉ. Có phải con lại có ý đồ với cổ hay không hả? Con người của con hả? Suốt đời cũng không thể sửa đổi được. Đi ra, ra ngoài đi. Dạ. Cho kiệu, ta phải đi huyện này hơn. Dạ, thiếu gia. Không biết hắn tính cái gì đây. Hắn muốn làm nhục Tuyết Nhi. Phú cô, ngươi theo dõi hắn. Đừng để hắn làm mẫu. Đừng để làm mẫu. Phải làm cách nào? Ngươi phải sử dụng bộ óc chứ. Bộ óc không xài thì nó sẽ rỉ rét đó. Lúc đáng xài thì phải xài tới nó. Hành Y, ngươi phải canh chừng Diên Tùng. Còn ta phối hợp với quyền lệnh. Đi đi. Thái gia xét xử Mạc Tuyết Nhi, Thang Vũ Thị ra tù. Dạ. Mở cửa. Niệm ra. Tham kiến đại nhân. Vô đi, quỳ xuống. Quỳ xuống. Mặt trước gì? Ngóc đầu lên coi. Ngóc đầu lên. Các người lui đi. Mặt trước gì? Tuy ta với cha ngươi không có qua lại, nhưng mà ta rất là kính nể ổng vì trí công vô tư. Nguyên do mà ngươi giết chồng thì bổn huyện đã được biết sơ qua, nhưng chưa có biết rõ nội vụ. Hy vọng ngươi nói ra cặn kẽ. Tuy là bổn huyện không có thể giải tội cho ngươi, nhưng mà hy vọng trong dịp này ta có thể rửa sạch tội oan ức cho cha của ngươi. Cha của tôi không có tội. Tuy rằng ổng đã đoạt bảo vật Nhất Bản Tuyết. Không phải, Nhất Bản Tuyết là gia truyền chi bảo của nhà tôi. Nhưng mà có người nói bảo vật đó là của Thang gia. Tôi không có nói. Tôi đâu có nói đâu. Tôi không có mà. Nếu như tin đồn đó là sai trái, ngươi có thể đếm chánh lại xác thực, nói ra đầu đuôi ngọn ngành sự việc đã xảy ra. Ngươi không chịu nói ra gì hết. Chẳng những là ngươi phải chịu cái tội giết chồng, mà còn phải chịu tin đồn thất thiệt nữa đó, khiến cho cha của ngươi là một kẻ liêm minh công chánh mà phải chịu ô danh suốt đời. Đầu. Tôi muốn nhận hết mọi tội lỗi. Còn hành động của Thăng Thành tôi không muốn nhắc tới nữa. Thăng Thành là chồng của tôi. Tôi đã từng yêu hắn,
giờ cũng đã từng tư gả với nhà họ Tần. Nhưng mà bây giờ tin đồn làm nhục cha tôi, tôi chỉ có thể nói rõ sự thật để làm sáng tỏ. Về chuyện này phải nói bắt đầu từ 3 năm trước. Lão già mời thượng tọa. Tuyết Nhi à, mau chúng tọa cho cha con đi. Dạ. Thưa cha, con chúc cha phước như Đông Hải. Giỏi giỏi giỏi. Cái này cho con. Cảm ơn cha. Lát nữa mới thưởng con sao. Thằng Thành à, chúc thọ cho cha con đi. Con xin chúc cha thọ tỷ Nam Sơn, phước như Đông Hải. Giỏi, giỏi. Đây, cho con cái lì xì nè. Cảm ơn cha. Cha phải thưởng cho hai con. Hai con muốn món gì đây? Thưa cha, con muốn cha dạy con vẽ hoa mai. Được, được. Con vẽ hoa mai là đúng nhất rồi ha. Hoa mai ngàn tuyết, đón tuyết nghinh sương. Thang Thành, còn con? Cha, con muốn coi nhất bản tuyết. Hả? Nhất bản tuyết? Tại sao con biết? Ai nói cho con biết? Do Tuyết Nhi nói. Hử? Người? Cha, do cha nói mà. Có một năm ăn Tết, cha đã uống sai. Cha còn nói nhất bản tuyết ngàn ly không sai. Mà trong đó rượu còn thơm tho ngọt ngào nữa. Thực tế là không có nói, mà ta cũng không có làm. Ta không phải già đến đổi mà lãng trí như vậy đâu ha. Các con quá đáng lắm rồi. Cha. 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 Anh thì là quá đáng. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Anh bị cha ép buộc đó mà. Cha ép anh cũng đâu có nên nói sợ. Thực tế em đâu có biết nhất bản tuyết là cái gì. Em cũng đâu có nói nhất bản tuyết. Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi. Bất quá từ nay anh không nhắc tới cái vụ này nữa. Anh nói hoàng cho em thì được, đừng có nói hoàng cho cha chứ. Hôm nay là đại thọ 50 tuổi của ổng, anh còn làm tức ổng như vậy. Anh thấy hồi nãy ổng giận ghê chưa? Xin lỗi nha, tại anh quá hiếu kỳ thôi. Thôi anh không nói nữa đâu. Anh hứa với em từ nay không nói tới nữa. Chứ không kịp. Người đúng là một tên súc sanh vô dụng, ngươi có biết chưa? Quả thật chuyện thế phàm đã mua chuộc ngươi rồi. Cha, xin cha tha cho con. Ngươi thật là khiến cho ta thất vọng. Ta nung nóng ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi, ta giáo dục ngươi. Thật là không ngờ nuôi ra một kẻ tham lam vô liêm sỉ. Ngươi đi khỏi cho ta. Cha, cha, mẹ. Suốt đời hoài cổ của ta tự trọng liêm chính, không bao giờ tham ô. Lại có một đứa con hèn hạ trộm cắp như vậy. Ngươi đi đi. Mẹ. Lão già muốn đánh muốn đuổi thì ông cứ việc đánh chết tôi đi. Ông đừng có đuổi nó đi mà lão già. Tôi giận xin ông. Tóm lại thì nó cũng là con của ông mà lão già. Các người đã ở trong nhà 20 năm, đã hiểu rõ ta rồi chứ. Ta coi nó như là con ruột của ta. Ta nuôi nấng nó, giáo dục nó. Chừng là không ngờ hắn lại làm những chuyện hèn hạ vô liêm sỉ như vậy. Tâm huyết 20 mấy năm của ta hoàn toàn uổng phí hết rồi. Ta cũng thừa biết Diên Thế Phàm bằng mọi giá để mà đoạt đi cái bảo vật này.
Bảo vật này là của nhiều đời nhà họ Mạc ta. Hắn đã mất hết tư cách, mà còn bị người ta mua chuộc. Không thể nào chứa cái bọn người này nữa. Nếu còn nuôi cái bọn người này ở đây thì sẽ trở mặt thành thù. Lão già, lão già, đừng có đuổi mẹ con chúng tôi đi mà. Chúng tôi đi rồi biết sống ở đâu đây? Về đâu thì ngươi cứ yên tâm. Hắn tới Đại Thiên Tự còn có công việc để mà làm. Hắn còn sức mà. Ta sẽ đem tài sản ở đây cho hết các người. Ta định từ quan để mà trở về cố hương. Đừng nha lão già. Ông cho nó cơ hội đi. Nó sẽ biết sửa đổi mà lão già. Lão già, con người của hắn đã quá hư đốn rồi, không thể nào sửa đổi được đâu. Tội nghiệp nhất là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi à, con muốn đi theo cha hoặc là con ở lại đây thì tùy con chọn lựa đi. Cha, con đi với cha. Được. Lão già, lão già, lão già, cha, lão già, mẹ, lão già, lão già. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Ngươi không chịu nói ra gì hết. Chẳng những là ngươi phải chịu cái tội giết chồng, mà còn phải chịu tin đồn thất thiệt nữa đó, khiến cho cha của ngươi là một kẻ liêm minh công chánh mà phải chịu ô danh suốt đời. Biết đâu tôi muốn nhận hết mọi tội lỗi. Còn hành động của thân thành tôi không muốn nhắc tới nữa. Thân thành là chồng của tôi. Tôi đã từng yêu hắn, giờ cũng đã từng thương gã với nhà họ ta. Nhưng mà bây giờ tin đồn là nhục cha tôi. Tôi chỉ có thể nói rõ sự thật để làm sáng tỏ. Về chuyện này phải nói bắt đầu từ 3 năm trước. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi à, anh biết trong lòng của em rất khó chịu, nhưng mà anh đây cũng giống như em, chính bởi vì do nghĩa phụ hiểu lầm anh. Anh còn nói nghĩa phụ hiểu lầm anh? Thực ra anh ai vui theo người khác, lấy lòng với cha con của Dương Tùng. Anh nói gì họ mà muốn nghĩa phụ giao ra giá bản thiết? Anh có biết làm như vậy đã khiến cho nghĩa phụ đau lòng hay không? Nhưng mà mình là do một tay nghĩa phụ nuôi lớn. Anh, nghĩa phụ đã nuôi nấng anh 20 năm rồi. Đúng vậy, cho nên anh muốn đền đáp công ơn. Anh đeo đuổi theo công danh là gì thế nào chứ? Cũng chỉ vì em. Chẳng lẽ khổ tâm của anh em hoàn toàn không hiểu sao? Nếu như lúc trước thì em rất tin anh, nhưng mà bây giờ những chuyện anh nói không có câu nào là sự thật hết. Tại sao em nói như vậy? Nếu như anh là một chính nhân quân tử thì phải nhờ vào tài của anh để làm quan, em với nghĩa phụ đều sung sướng lắm. Nhưng mà bây giờ anh nhận vật làm cha, khiến cho cha phải tự quan để bỏ về quê. Tất cả những điều anh làm đó đã khiến người ta thất vọng. Vậy bây giờ em tính sao? Có phải muốn cùng đi chung với nghĩa phụ không? Em không biết. Tuyết Nhi, đã tới nước như vậy rồi, anh muốn em phải quyết định nhanh. Anh đừng có ép em. Anh rất là thương em. Anh thật tình mà. Anh im đi. Khi chúng mình còn nhỏ đã nói những gì? Bộ em quên hết rồi sao? Mình đã từng thề trời đất, trong lòng của anh ngoài em không cưới, còn em thì ngoài anh không lấy. Bây giờ mình đã lớn rồi, mình có thể tự lập, nhưng em chỉ vì nghĩa phụ. Phải, nếu như không có nghĩa phụ nuôi lớn dạy dỗ, anh có ngày hôm nay sao? Nghĩa phụ chỉ vì sợ tuổi già của anh Hiếu mới nuôi chúng mình thôi. Tuyết Nhi, em đừng có đi. Cứ để cho nghĩa phụ tự về quê. Còn nếu không hả?
được. Em ở lại. Câu chuyện này là như vậy đúng không? Con dơi kìa. Lúc mà Thanh Thành còn nhỏ, nó thích trèo cây lắm. Nó học theo như khỉ hái quả. Thanh Thành nó ngoan lắm. Chỉ bắt quá nó quá phá phách thôi mà. Thanh Thành, bà có phải điên được không? Phải đó. Mang bà đi, nhờ đại phu chữa trị cho bà. Dạ. Nè, thôi đi đi. Đi đi mà. Đi đi. Vũ Nương. Đi đi. Mạc Tuyết Nhi, hồi nãy người kêu ăn nhũ thị bằng nhũ nương hả? Phải. Lúc tôi 3 tuổi ăn xin ngoài đường, là do nghĩa phụ đem tôi về nuôi. Từ đó đều do nhũ nương lo lắng cho tôi. Vậy tại sao bà muốn độc chết cô hả? Bà muốn độc chết tôi là vì bà không muốn thấy tôi phải chịu đọa đày trong lao tù. Tôi giết chồng phải bị xử chết, trước sau gì cũng phải chết. Chết cho sướng, để giải thoát khổ nạn cho tôi. Giữa tôi và bà có tình mẹ con, tôi đã giết con của bà. Tôi biết bà đau khổ lắm, rất khó mà nói rằng. Bẩm thái gia, công bộ sĩ giang tới. Viên đại nhân. Nguyên đại gia, xin lỗi ông nha, cứ việc xử đi, tôi ngồi đây coi được rồi. Xem ra hắn đã có ý với cô ta rồi. Ông phải cẩn thận. Nói thì dễ thôi. Nguyên thái gia, ông nói gì vậy? Tôi nói là Viên đại nhân tới Nguyên Nga đột xuất, thiệt là không ngờ, thiệt là không ngờ. Đem Tiếp Nhi giam vô. Dạ. Viên đại nhân, Viên đại nhân à. Ông tới nhà môn mà tôi không kịp nghênh đón, thật là có lỗi. Tôi sẵn đi ngang qua đây vô coi thử thôi. Ông này là ma cũ của bổn quan. Vậy xin phép trước nha. Hey, những gì mà ta cần dứt khoát phải đoạt được. Ngươi mà biết điều, tối nay đem qua nhà ta đi nhờ. Đem gì vậy? Mạc Tuyết Nhi, cô hiểu không hả? Dạ biết rồi. Làm thế cô ta sẽ có lợi cho người. Nhớ nha, tối nay đem qua ha. Ê, bình tĩnh đi. Nếu có giận thì cũng vô ích thôi. Cái tên này thiệt là quá đáng lắm rồi. Nguyễn Thái Gia, ông cho chỗ này là nha môn triều đình, còn hắn cho chỗ này là chỗ nô tài. Nguyễn Thái Gia, ông có giận cũng vô ích thôi, nhất định phải triệt hạ cái tên này, triều đình mới được thanh danh. Được, để tôi liều với hắn. Ông nóng giận làm gì chứ, ông đấu đâu có lại hắn đâu. Ông muốn đấu với hắn à, thì phải xài bằng trí óc. Thôi được, lấy mão ô xa với cái quan bào cộng luôn cái mạng của tôi. Hơi dù cho ông bỏ luôn cái mạng, hắn cũng muốn chiếm được Tuyết Nhi. Nếu như đêm nay ông không đưa người qua bển, để đến ngày mai thì ông sẽ bị bãi quải vạn lần. Ê, đừng có nhắc ông nữa, ông đã tội lắm rồi. Đại ca của tôi, ông thiệt miệng cứng mà bụng mềm. Kỳ rồi á, ông làm tức ông đến dữ dằn luôn. Ông thấy mặt ông buồn á, ông lại xìu lòng. Thôi được rồi, anh đứng gần lại đây để tôi nói cho ông nghe. Cái gì? Ông để tôi nghe lời của ông, đưa cổ qua cho hắn. Ông cứ yên tâm, nghe theo lời căn dặn của tôi, sẽ có nhiều màn hay tiếp theo. Bẩm thái sư. Vô đi. Bẩm thái sư, Thủy Nguyên đại hôn xin gặp, nói Mạc Tuyết Nhi đã tới. Mạc Tuyết Nhi? Dạ phải, Thủy Nguyên nói ổng nó làm đúng theo lời, mà còn có cơ mật bẩm cáo nữa đó.
tại sao lại phải đưa đến chỗ này? Thế phàm thiệt sơ ý quá. Cứ mời tri huyện ngồi ở ngoài phòng khách, lão phu sẽ ra tiếp ngay. Dạ. Khoa, thiếu gia có nhà không? Cậu chú gì? Đi đi. Dạ. Tên háo sắc, lát nữa ông phải nói khơi lên để cho ông có ý với Tuyết Nhi. Tiếp theo đó là sách động đủ chuyện để cho cha con họ ghen tuông tơi bời. Ông có nghe cốt chuyện quy hoạch kế của Tam Quốc Chí không? Cứ làm theo vậy đi. Phải từ thôi. Lưu Diên Hải thỉnh an thái sư. Miễn lễ, miễn lễ. Cô này là Tuyết Nhi, còn chịu khấu kiến thái sư? Mặt Tuyết Nhi khấu kiến thái sư. Miễn lễ, miễn lễ hả? Ngồi đi, ngồi, ngồi đi. Có thấy chưa, Diên Tung bắt đầu rõ mồi. Ông nhìn coi tận mắt của ông kìa. Bây giờ tôi làm cách nào đây? Hả? Gái gì mà làm cách nào? Bị chức nói là nhãn quan của thái sư thánh thần, đừng có bỏ lỡ từ này. Lưu Tri Huyện quả thật là người biết điều biết chuyện ha. Phụng hầu thái sư, nếu không biết điều thì làm sao mà sống? Hay, hay lắm ha. Ngồi đi, ngồi đi. Tạ thái sư. Người đâu? Dạ, có đây. Ngươi mời Tuyết Nhi cô nương vô hậu đường để thay đồ đi. Không có lệnh của lão phu cấm không cho ai vào. Có hiểu chưa? Dạ hiểu lão già. Xin mời Tuyết Nhi cô nương. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi à, cô yên tâm đi. Thái sư thấy cô tứ cố vô thần, ổng sẽ lo cho cô. Người đâu, mời Tuyết Nhi cô nương vô hậu đường nghỉ ngơi. Thái sư, thái sư à. Chuyện gì? Thái sư à, bỉ chất có việc muốn bẩm cáo. Nói đi. Bỉ chất mới vừa nhận được tin tức Khai Bình Hoàng phủ là thưởng bảo độc cùng với những kẻ hoàng cung quý tộc, bản các tự xử quy quyền với triều đình. Tâu thái sư lạm quyền hóng hách, vì 10 tội lập bè kết đảng, lưu vũ mặt hoài cổ, giúp bản thiết cũng không có ở trong đó. Nghe nói là bạc ngoài cổ còn chưa chết, hiện sống trong Khai Bình phủ chờ đợi liên kết dân tộc. Mặt hoài cổ còn chưa chết sao? Cho nên ông phải tử tế với cô ta, sau này phải dùng cổ để mà uy hiếp ông ta, khiến cho ông ta có điều ái ngại, không dám ra tay dạch tội. Đó là dụng ý của bỉ chức đem Tuyết Nhi tới đây đó. Được. Ngươi thiệt nghĩ tới rất chu đáo. Khổ tâm này của ngươi, lão phu nhất định khen thưởng. Nhưng mà tôi sợ Sĩ Lan bất chấp hậu quả sẽ có điều quá đáng với cô ta đó. Ngươi hãy yên tâm, lão phu nhất định răn dạy nghiêm khắc, để cho cái chuyện này sống yên gió lặng, rồi mới kêu cô ta hầu hạ mọi điều cho thái sư. Cô ta tứ cố vô thần, chỉ cần thái sư tử tế một chút là cô cảm ơn thái sư bất tận. Ba cái thứ này không nói ra được sao? Tôi ở trong quan trường bao nhiêu năm, nhờ ba cái thứ này mới lấy được lòng người khác chứ. Người nói cái gì? Bị chất muốn nói có dấu gái đẹp trong nhà, không cần vội vã phải nhẫn nại. Hay, hay. Tin tức về Khai Bình Hoàng phủ có thiệt hay không? Hoàng phủ cho người khuyên tôi, biểu tôi phải xử gấp cái vụ giết chồng, chúng tôi hoàn toàn từ chối. Hay, đừng bao giờ cho bọn hắn nha. Thái sư yên tâm, bỉ chất cũng biết hàm lượng của sự việc.
Ngươi đưa cô ta tới chỗ này thì làm sao giấu được người khác đây chứ hả? Nếu có ai hỏi tới thì cứ phản phé, nói là cô ta bị người của hoàng phủ cướp đi rồi. Ừ. Vậy còn nếu như phải bằng chứng thì tính sao? Ừ. Bằng chứng hả? Thì cứ nói người tới bắt đã bị bắt đi rồi. Nhưng mà bắt kẻ nào mới được chứ? Kẻ nào? Người nói ai vậy? Bị chứ muốn nói là tái sư bắt được người cướp ngục, hắn đã nhìn nhận rồi. Cứ bắt đại kẻ nào buộc hắn nhanh nhận là được rồi. Bị chất hiểu rõ, xin thái sư hãy yên tâm đi. Hay quá chứ, nói có ngăn có nắp đàng hoàng. Thì là lần đầu tiên làm cho ta sợ, tính toán một hồi lạnh luôn đó. Thiếu gia trở về. Nguyên thái gia, ông tới rồi đó. Nghe lời căn dặn, người đã đem tới rồi. Hay, hay lắm hả? Bị chất cáo lui. Viên Hải, có rảnh thì nhớ tới đây uống rượu với lão phu nha. Dạ vâng. Ừ, thu cái gì đi. Để Phạm, đã đem Tuyết Nhi cô nương đến rồi, con phải biết tự trọng, không nên hành động ẩu tả. Dạ. Ừ. Chứ gì? Sao bản ta thái sư quyết định cấm không cho ai vô cả? Cha biết là người ta tính ổng là giành với ta. Ở trên còn ai không hả? Không có ai cả, chỉ có Tiếng Nhi cô được. Cô đừng sợ. Ai đó? Ai đó? Ai? Hả? Các người lại? Chúng tôi không làm hại cô đâu. Cô có nghe tới cái tên Trung Quyền không? Trung Nam tấn sĩ của đại đường Trung Quyền. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thật là người con gái sắc sảo có học. Đúng rồi, chính là ổng. Ổng chính là Trung Quyền, là đại ca của tôi. Ông thiệt là Trung Quyền sao? Chúng tôi không phải là người, không có xác thịt, chúng tôi chỉ có tinh thần. Nếu không tin, cô cứ rờ thử coi. Đại ca của tôi qua lại âm dương hai cõi, chuyên môn đối phó với quỷ quái ma tà, loại trừ các quan tham. Ngay đêm tân hôn, cô đã giết chồng mặc dù có đã trả thù, nhưng mà những quan tham đã khiến cho cô người chết nhà tan còn chưa thể diệt trừ. Cô là cô gái yếu hèn, trong đó còn lâm vào hiểm cảnh. Đại ca của tôi không muốn cô bị bất hạnh nữa, cho nên mới giúp cô để loại trừ hạng quan tham, giúp cô trả thù. Cảm ơn hai vị. Cô đừng có sợ, đừng có sợ. Đại ca của tôi thấy cô buồn rầu nên mới đùa giỡn với cô vậy thôi. Cô khỏi phải lo, tôi tới đây dạy cho cô cách làm thế nào để xoay chuyển hai cha con Diên Tùng để cho họ trở mặt thành thù. Ông thì chịu giúp cho tôi. Dĩ nhiên, chẳng những tôi giúp cô, hơn nữa còn nói chuyện này cho cô biết. Chuyện gì? Nghĩa phụ cô chưa chết. Nghĩa phụ tôi còn sống trên đời. Đó là sự thật. Bây giờ ông ở đâu? Hiện tại chưa biết tâm tích của ông. Cha, cha, mặt túi nhi là của con, cha đừng đuột gan của con. Ê miệng,
Sao ngươi không nghe lời của ta cứ tham muốn quá vậy? Mà ngoài cổ ngươi chưa chết đó ngươi biết hay không? Ổng chưa chết sao? Rõ ràng ông thấy xác ổng mà. Cái xác có thể kiếm người giả dạng, ổng còn đang trốn ở trong khai bình bàn phủ rồi nè. Vậy chứ lại hả? Nhất định là Mạc Thành giả ổng. Mạc Thành? Ủa rồi, mà ngoài cổ ngươi chưa chết thì nhất bản thứ dứt khoát còn trong người của ổng. Nhưng bây giờ ổng đang ở trong khai bình hoàng phủ mà. Cha không cần biết ổng đang ở đâu, cha nhất định phải bắt ổng cho bằng được. Cha nhất định phải lấy được nhất bản thiếp. Bộ có quên rằng Thâm Mộc tiên sinh đang chờ mình lấy cái đó hay sao? Mà ngoài cổ còn chưa có chết, có liên quan gì đến cổ chứ? Bây giờ khai bình hoàng phải triệu tập hết quần thần để trình tâu với mình. Ông ta là người chứng ở trong đó, và Mạc Tuyết Nhi ở trong tay ông ta, có thể uy hiếp ông ta đừng nói ra có biết hay không hả? Sống chết cũng có thể uy hiếp được ổng mà. Rồi thì làm sao uy hiếp được? Họ đâu biết cổ chết, họ vẫn ngại thôi mà. Giấu giếm được bao lâu chứ? Nếu như giấu kiếm được thì sao? Còn một bước tính một bước, kiếm cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Cha, cha. À, thôi đừng nói nữa. Nhất bản thiết về đây thì cổ thuộc về của con. Gặp Nhiên Thế Phạm, đừng bao giờ cho nghĩa phụ tôi biết nha. Dĩ nhiên rồi, nghĩa phụ của ngươi ấy vừa cố chấp vừa cổ lưu sĩ, đâu có thích Nhiên Thế Phạm. Ta cho ngươi biết, Nhiên Thế Phạm mới thích đồ cổ ngọc thạch lắm. Cuộc đời của ông có hai sở thích. Thứ nhất là chuyện sát gái, thứ hai là sưu tầm đồ cổ. Nhiên Thế Phạm háo sắc như vậy thật sao? Tuyệt đối háo sắc. Những cô gái tầm thường thì ông không chịu đâu. Dù cho là đồ cổ cũng là phải thứ hiếm có trên đời này, cho nên á hả, muốn cảm kích với ổng á nói dễ cũng phải, mà nói khó cũng đúng. Vậy thì thực tế phải thế nào? Chỉ cần đem gái đẹp và đồ cổ dâng lên cho ổng thì ngươi sẽ trở thành khâm phục hậu đãi với người. Xem ra dâng đồ cổ hay là gái đẹp tùy ngươi chọn đi. Ngươi dám khẳng định là ông ta sẽ đề bạc không? Cha của ổng là Dương Tùng, thế lực của Dương Tùng gấp trời. Nè, ngươi ở trong Đại Thương Tự chắc có lẽ từng nghe qua rồi chứ gì hả? Đúng rồi. Thật là một gia nhân tuyệt sắc, cả ông già của ta đều muốn đoạt người. Ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Ngươi lại à, ta là thiếu gia của Thái Tri Phủ, do ta biểu tri huyện đem người tới đây đó mà. Cô khỏi sợ, hắn là Diêm Thế Phạm, ngươi dựng đèo bọc với hắn đi. Thì ra là Sĩ Đan đại nhân. Bây giờ cô biết rồi à? Dạ biết rồi. Họ ghét ta rồi. Ghét ông? Tại sao? Ngay cái đêm tân hôn cô đã giết chồng, cô ra tay cũng độc ác quá chứ. Tôi hận hắn vong ân bội nghĩa, lấy quán trả ơn. Nghe nói là nghĩa phụ của cô chưa có chết. Ông gạt tôi thôi,
Tin hay không tùy cô, chính tôi còn không tin ông chưa chết mà. Cô đã giết chồng, dù sao bây giờ cũng là một quả phụ, cho nên tôi muốn cô... Sĩ Đăng đại nhân, ông bò tử ở lan can vô đây cũng ngộ quá hả? Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi. Có phải vì cửa chính đóng chặt không cho ai ra vô không? Tôi có thể vô từ cửa chính được mà, nhưng tại tôi không muốn làm trở mặt với cha tôi. Đã vô được đây rồi, cô cứ cho tôi hôn một cái đi nha hả? Dạ, ông muốn làm gì đây? Ê, cần gì phải sợ, tôi cực khổ biết mấy mới vô được đây mà. Nè, không cần phải sợ đâu. Nè, đừng có sợ. Nè, đừng có sợ. Nè, đừng có sợ mà, sợ gì vậy chứ? Nè, yên tâm đi, không có sao đâu. Không có gì, đừng có sợ nha. Đừng có sợ, sợ cái gì chứ? Sợ cái gì đâu chứ? Đừng có sợ nữa. Tôi không có sợ ma quỷ nào đâu. Thiếu gia có đây không? Dạ không. Thái sư. Thái sư. Tuyết Nhi cô nương, có chuyện gì mà cô vui quá vậy? Sĩ Đăng đại nhân vừa mới trúng ở bên kia, gấp gấp quá, cả áo cũng bị rách luôn nữa. Tuyết Nhi cô nương, tại sao cô khóc? Thiếu gia ổng muốn làm nhục tôi đó. Hắn làm nhục cô khi nào? Thiên Lưu Tri Huyện mang tôi tới vậy. Ông ấy là thái sư thương tôi tới cố vô thần, muốn chiếu cố tôi, ai ngờ đâu. Tần súc sinh, ông nên dọn đến ở phía sau bình phong đó. Thái sư à, chuyện gì của người mà tôi nhất định dạy cho hắn biết cái cô yên tâm. Được rồi, màn kịch này đến đây chấm dứt, phải diễn đến màn của người. Màn gì nhỉ? Địa ngục âm dương hang thành ở bộ quên sao? Ồ. Thiên sư khai ân, thiên sư khai ân, thiên sư khai ân, thiên sư khai ân. Ta có khai ân thì được gì đâu, tự ngươi lo đi. Thái sư. Tuyết Nhi cô nương. Hả? Người đàn bà người yêu quý nhất đã bị cha con Diên Tùng chiếm đoạt rồi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu, không thể nào đâu, không thể nào đâu. Nè nè, quỳ xuống đi. Kệ hắn đi. Sự thật thế nào cũng là sự thật, người không tin cũng không được đâu. Hèn hạ, quả thật là hèn hạ. Hàng thật, bây giờ ngươi đã trở thành hồn ma rồi, thì tất cả mọi thù hằn cũng đều tiêu tan hết. Ngươi nên công khai cha con của Diên Tùng tất cả mọi tội trạng hung ác, để cho luật lệ của triều đình Dương Gian trừng phạt bọn họ. Người ác sẽ gặp phải ác báo, ngươi có thể trả được thù chứ? Vậy thì Tuyết Nhi tính sao? Cô rất là tội nghiệp lắm. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ lo lắng đầy đủ cho cổ, không để cho cổ bị phương hại đâu. Nhưng theo chỗ ta được biết, mặc dầu cổ đã biết người, nhưng mà lòng cổ yêu người vẫn không thay đổi đâu. Tuyết Nhi nói rất đúng. Do chính mình máu lạnh bạc tình, dòng ơn bội nghĩa, chính mình đã khiến cho nghĩa phụ người chết nhà tan, mà cũng hủy hoại đi tình duyên của mình nữa. Chính tôi có lỗi, chính tôi không chịu gầy công, không chịu cực khổ, thường hay lo hối lộ, đút lót để khỏi dự thi. Thật không ngờ, sau nụ cười đó lại chứa một con dao sắc bén. Một năm về trước, Hiền Khả Hoài dặn khiến tôi đi gặp Diên Thế Phạm,
Thang Thành tham kiến Sĩ Lang đại nhân. Tham kiến Sĩ Lang đại nhân. Hân hạnh, hân hạnh. Tham quân là một người nhân tài, quả thật tài trong mọi người. Đại nhân quá khen, tiểu nhân không dám nhận lãnh. Đại nhân, Thang Thành là con nuôi của Mạc Hoài Cổ và cũng là môn sinh đắc ý của ổng nữa. Ồ, hay, hay. Mời ngồi. Dạ. Rót rượu. Nghe nói trong nhà của ông ta có giữ một món bảo vật hả? Đúng vậy, đó là một cái ly bạch ngọc bôi nhất bản tiết. Nhất bản tiết à? Ồ, ta đã nghe từ lâu rồi. Thì ra ở trong nhà của Mạc gia. Tham quân à, ngươi từng thấy chưa vậy? Dạ không, tại vì món này nghĩa phụ đang cất giữ. Ừ, hay, hay lắm. Không biết ông ta có chịu nhìn cái tâm vậy? Vậy à, vậy để tôi hỏi lại nghĩa phụ. Cái ly này ta nhất định phải lấy được. Xin tham quân chuyển lời lại dùm ta. Cứ việc cho biết giá bao nhiêu là được rồi thôi. Thiên sư, tôi chỉ vì bị vô phương, do cha con của Dương Tùng áp lực tôi đó. Tôi đã nhiều phen đòi nhất bản tiết cùng với nghĩa phụ. Chuyện này tôi đã biết lỗi rồi. Lúc đó chỉ vì tôi muốn lấy lòng cha con của Dương Tùng, mục đích chỉ là thăng quan phát tài. Đồng thời tôi cũng chỉ vì Tuyết Nhi nữa. Nhưng mà thực tế tôi thật là không ngờ lại có cái hậu quả như ngày hôm nay. Vậy thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây hả? Vậy thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây hả? Thưa cha, Tuyết Nhi. Ừ, về rồi à? Tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm. Cha, chuyện gì? Hồi nãy con có gặp Viên Thế Phàm. Hey, ta đã nói với người rất là nhiều lần rồi, cha con của Viên Trung lạm quyền lạm thế, nhất những người này à, không thể tiếp xúc đâu à, con hiểu chưa? Con đại thương sĩ Chánh Hưng của mình trưởng quản về tế nhạc lễ nghi, không liên can tới họ. Tự nhiên họ tới gặp người, sự thật là thế nào? Nói cho người biết, các đồng liêu ở trong triều đình đều tìm cách để mình tránh né họ, chỉ có một mình ngươi mới tiếp xúc họ thôi. Ê, thực tế là chuyện gì đây? Họ muốn mua nhất bản tiết. Nhất bản tiết hả? Ta không có. Chà, họ chịu ra giá cao để mua, mình cứ dịch cho giá đi. Ta nói cho người biết, nhất bản tiết là gia truyền chi bả của họ Mạc ta, là tượng trưng để nối dòng con cháu, tuyệt đối không bán đâu, ngươi hiểu chưa? Nhưng mà ông... Khỏi nói nữa. Ta cảnh cáo người, nếu người tiết lộ nhất bản tiết thì ta lập tức cắt đứt quan hệ cha con. Cha, 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 cha. Thằng Thành nợ, tại sao anh lại nhắc tới nhất bản tiết làm cho cha bực bội vậy chứ? Tuyệt nhiên à, nhưng Thế Phàm nhất định đòi đó. Đây là đồ của Mạc gia, họ lấy tư cách gì chứ? Mình giúp quá không chịu, không lẽ họ tới giật? Nhưng mà anh đã hứa với ổng rồi. Anh, người này không có mất lòng được đâu. Cha cũng vậy, ổng quá cố chấp. Lúc đó tôi mất hết lý trí, đã bị nghĩa phụ mắng chửi, trong lòng cảm thấy rất là ấm ức lắm. Tôi trách ổng, không hiểu được tâm lý của người. Tôi đã nhiều phen va chạm với ổng, trong đó bị ổng lăng nhục. Tôi hận ổng, tôi rất là hận ổng. Ổng đang giữ một món bảo vật quý báu mà không biết lợi nhuận. Tôi khuyên ổng bán nhất bản tiết thì sẽ được một số vàng bạc kết xù, còn quen được những kẻ quyền quý ở trong triều đình nữa. Kết quả thế nào? Nói đi. Rốt cuộc rồi tôi đi kiếm tiền khả quan để hắn đưa tôi đi gặp Viên Thế Phàm. Lúc này tôi tưởng rằng hắn trở mặt với tôi, nhưng mà hắn không. Ngược lại, hắn còn đãi tôi uống rượu nữa. Mời hai vị công tử.
Thang Thành bất tài, không thỏa mãn được đại nhân. Sao hả? Lo xong chưa? Hổ thẹn. Không có sao. Con người của Mạc Hoài Cổ quá là cố chấp. Từ từ thôi. Ta đã nói rồi mà, nhất định phải chiếm được. Đúng rồi, đại nhân của tôi rộng lượng hải hà, không thể nào nhất thời lo không xong là phải giận. Chỉ cần ngươi cố gắng không ngừng thì ổng mới lo cho ngươi chu đáo đó mà. Hả? Dạ, xin đại nhân chỉ dạy cho thật nhiều. Hiện tại làm chức quan gì trong đại tuần thị chánh hương vậy? Nhâm điển bảo. Điển bảo thất phẩm mà. Quá uổng cho ngươi rồi. Mai mốt để ta thăng cho ngươi một cấp. Cảm ơn đại nhân nâng đỡ. Bình thường ta có hai sở thích. Thứ nhất là sưu tầm bảo vật hiếm có. Thứ hai là thưởng thức những người đẹp tuyệt sắc. Bữa nay tôi vui vẻ, mời hai vị cùng với ta uống vài ly. Phải biết đại khách cưới đàng hoàng nha. Hả? Thế nào, trường hợp như vậy ngươi chưa từng thấy phải không? Không phải. Chưa đến một tháng thì tôi lên chức thật, đó là lục phẩm thí thình. Lúc đó tôi dốc một lòng, dốc dạ làm việc cho hắn. Những gì hắn căn dặn tôi coi như là thánh chỉ. Sau đó hắn bắt tôi phải đi tìm gái đẹp, tìm bảo vật. Trong đó nó thường hay bắt buộc tôi phải điều tra ra tung tích của Nhất Bản Tiết. Điều tra tung tích của Nhất Bản Tiết như vậy là thế nào? Nhất Bản Tiết là gia truyền chi bảo của Mạc gia, nhưng mà tất cả mọi người đều chưa hề nhìn thấy. Nhưng Thế Phàm hắn cũng có lo ngại. Cứ nghĩa phụ của tôi là lục bộ cũ của triều đình, cho nên hắn không làm ẩu tả. Nhưng mà hắn bắt tôi phải đi điều tra để xác định Nhất Bản Tiết đó có phải nằm trong tay của nghĩa phụ tôi không. Sau đó hắn mới triển khai hành động. Vậy thì ngươi phải làm cách nào? Từ lúc nhỏ tôi và Tuyết Nhi hai người rất thân nhau. Tôi biết cổ rất có hiếu, nghĩa phụ rất là thương cổ. Dĩ nhiên nghĩa phụ phải tin tưởng cổ. Cho nên sẵn đó ngươi lợi dụng cô ta. Cái nét này dễ hay lắm, có sức mà yếu điệu. Thân cây mai là phải dễ vậy mới đúng đó. Tất nhiên à, hèn chi nghĩa phụ khen em khéo tay sắc sảo, vẽ mai là đúng điệu. Em có năng khiếu lắm, mới vừa học được có nửa năm mà vẽ tranh lại đẹp được như vậy. Thiệt hả? Có nền niêm hay không đó? Là thật đó. Nè em coi nè, nét này có sức mà lại yếu điệu nữa. Không có trình độ 3 năm vẽ không có được vậy đâu. Được rồi, đừng có nịnh nữa. Thiệt đó mà, anh thề đó. Ê đừng à. Nè để em chùi lại cho anh nha. Nè nè, nè đưa đây. Đứng yên đi. Vũ Nương. Thưa mẹ, kiếm con có chuyện hả? Không, cơm nước đã chuẩn bị xong. Mẹ tới đây kêu Tuyết Nhi, không ngờ con cũng ở đây. Lát nữa con phải đi. Mẹ, mẹ qua đây coi nè. Mẹ coi Tuyết Nhi dễ qua mai đẹp chưa? Mẹ coi đó. Phải hả? Vũ Nương à, để con phụ cho. Thôi khỏi cần, con phải chờ cha của con nữa. Hai đứa cứ việc nói chuyện đi hả? Em mắc cỡ hả? Đừng giỡn, anh coi kìa. Tuyết Nhi à, anh thăng quan rồi, anh nuôi nổi gia đình, mình ở riêng nghe chịu không? Ở riêng hả? Đúng rồi, mình không thể nhờ nghĩa phụ suốt đời được. Nhưng mà nghĩa phụ không có con cái, từ nhỏ mình nhờ ông nuôi lớn. Tuy rằng không có huyết thống, nhưng mà ơn cao hơn trời, mình không thể nào bỏ ông đi được. Ông già rồi cô đơn lắm.
Dù cho chúng mình ở riêng, mình vẫn có thể lo cho ổng được mà. Thân Thành à, bọn không muốn ở chung với nghĩa phụ à? Anh sợ ổng. Anh sợ ổng? Anh sợ ổng cái gì chứ? Bộ em không thấy ổng dữ dằn với anh lắm sao? Tối ngày la anh hoài, anh hết chịu đựng nổi rồi. Nghĩa phụ nghiêm khắc cũng vì muốn anh tốt thôi mà. Không phải, thực tế không bao giờ ổng thích anh. Không thích anh? Tại sao anh lại nghĩ vậy? Em nghĩ chắc anh hiểu lầm rồi. Anh không hiểu lầm. Những chuyện ở trong nhà, ổng chỉ nói cho em biết mà giấu giếm anh. Đâu có. Có chứ. Chẳng hạn như Nhất Bản Tiết, ổng chỉ nói cho em biết thôi. Ổng đâu có nói với em. Ông chỉ nói là gia truyền chi bảo phải ráng giữ cho thiệt kỹ. Đúng rồi, em coi đó. Cả cái món vật đó ông để ở đâu chỉ nói cho em biết, ông có bao giờ nói cho anh biết đâu. Em làm gì vậy? Sao dòm anh vậy chứ? Em không tin anh hả? Em đâu phải không tin anh. Tại sao mỗi lần nói đến bảo vật đó để ở đâu thì em cứ nhìn anh như vậy chứ? Dường như em sợ nói ra anh sẽ ăn cắp vậy đó. Mạc Tuyết Nhi thật lòng với nhà ngươi, nhưng mà ngươi lại đối đãi bạc bẽo với cổ. Con người của ngươi có lương tâm hay không hả? Ngươi muốn xài thủ đoạn để nói chậm đầu trước, lợi dụng cổ để nói ra Nhất Bản Thiết cất cái đầu có đúng hay không hả? Đúng. Nhưng mà Tuyết Nhi đâu có chịu nói ra, khiến tôi uống hết công trình. Vậy thì ngươi làm sao ăn nói với Diên Thế Phạm đây? Tôi nói thật cho hắn biết hết, nhưng hắn lại vui lắm, khen tôi là có tiến triển, ít ra chứng thật được món vật đó đang ở trong mặt da. Được rồi, chứng vật đó trong mặt da thì dễ xử sự. Dạy tay một chút. Đấy, yên tâm đi. Cái này kêu là tấm quết. Khi đánh thì không thấy gì, nhưng sau đó thấy khỏe khoắn vô cùng. Thiệt hả? Không tin à? Cứ coi đi. Khỏe quá. Mai mốt ngươi cũng thử nha, chịu không? Nhìn cái tướng của người chắc là chưa hề biết đàn bà. Không cần vội vàng, không cần vội vàng, có cơ hội mà. Ta biểu ngươi khỏi cần gấp, tìm cơ hội dò hỏi coi Nhất Bản Thiết ở đâu. Cô gái thường đi chung có tình với người, nhưng mà không thể nào thoát khỏi sự đeo vòng của người đâu. À này, cô gái trong nhà đó tên gì vậy? Cô tên là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi? Sao lại có tiếng chuông kêu vậy chứ hả? Nhất định cái chuyện nó lớn rồi. Phải rồi. Thôi mau đi, tôi luôn phố đi hả? Hai đứa bay canh chừng hắn cho ta. Ta trở lại hạch hỏi nữa nha. Dạ. Người dám làm nhục hoàng gia hả? Đánh chết người nè. Hoàng gia tôi không có. Tôi bị quan, hoàng gia tôi bị quan. Ở trong tấm giấy này rõ ràng có ám chỉ của người mà. Người dám nói người quan hả? Mày đánh chết người nè. Hoàng gia, không phải là tôi đâu. Hoàng gia, cứ lật nữa. Lật đi cái lỗ tai nè. May quá, tới rồi. Ai tới vậy? Lại tới vậy hả? Đúng vậy. Phục ma đại tướng quân chung về đây. Hả? Ma. Nè, mang cái bác ma đi, nhanh lên. Hoàng gia, xin hoàng gia đừng có sợ hãi. Trung Quỳ là của Thiên Đình ban phong, chuyên môn tới đây bắt quỷ. Ông thấy hiện triều can đang bại hoại quá độ, cho nên mới cố tình tới đây đánh quỷ, tiêu diệt ma chứ. Hay là người nói rõ ràng chút đi, người nói nhanh quá ta đâu có nghe đâu. Ông cố tình tới đây bắt ma chánh tà, ông còn hay hơn Mao Sơn đạo sĩ nữa đó. Thiệt hả? Ông cứ coi, nếu mà ông không có phép thuật, làm sao đứng giữ lưng chừng được. Biện thái gia, cái chuông này để cho ông làm tín hiệu, chỉ cần lắc nhẹ là được rồi. Bởi vì tôi quá hối hả nên mới lắc nặng tay một chút. Hoàng gia, ông cũng đừng nên trách ổng. Không, mấy cái chuyện mà người đời ta ác nham hiểm thâm độc, không biết nhân gian khổ sở bi đát, độc nhãn khinh đời, đó là tôi giết đó. Ngươi à? Ông khoan hãy giận đã.
Bọn tưởng tôi viết mấy chữ đó là không đúng hay sao? Hả? Khốn kiếp, quả như người dám. Ai vậy? Ai tát ta vậy? Là ta. Ngươi gan dạ quá hả? Hả? Người đâu? Dạ. Vào đi, băng lại. Dạ. Băng lại, băng lại. Chạy đi. Người nha, cái sự cuồng loạn ý quyền nghĩ thế của người, chỉ dựa vào thế lực của gia đình, xem chút nữa đã khiến người trở thành một kẻ phế vật. Tổ tiên của người tùy tùng Hồng Vũ Hoạt Đế đã lấy lừng ở trên xa trường, còn người ngày thường hống hách kiêu căng, để gặp nguy hiểm là kiếm chỗ rút lui. Ngày hôm nay ta giáp cảnh cho người tới đây, để người có cơ hội làm việc đại sự, để việc khai bình phủ của người hãnh diện vì tổ tiên người được sáng lạng. Sao hả? Có phải còn ấm ức lắm không? Ta hả? Ta có làm được hay không? Chỉ cần người ráng sức cố gắng làm theo ý của ta là xong ngay. Hoàng gia, xin qua bên đây ngồi. Hoàng gia, thật ra cái miếng giấy đó không phải là đại tướng quân biên bày đâu, mà do Diên Tùng nhái như biên bùa để mà dán lên ở trong phòng khách. Hả? Là Diên Tùng? Nếu như ông không tin, tôi có thể dẫn ông đi coi. Được, lập tức dẫn ta đi. Hoàng gia, nếu ông thật sự muốn đi coi, xin ông hãy nhớ kỹ, đừng có nóng nảy. Sao vậy? Chẳng lẽ ta sợ hòa hay sao hả? Hoàng gia, nếu như ông nóng nảy thì cái kế hoạch mà tướng quân giao cho ông làm sáng lạng tổ tiên của ông hoàn toàn thất bại hết. Thái sư à? Vô đi. Thái sư. Vô đi. Bẩm thái sư, khai bình quản đã tới. Khai bình quản? Lưu Diên Hải nói khai bình quản được quý trọng nhất trong hoàng tộc, ổng liên kết tất cả quần thần để tham tâu ta, bây giờ lại lên tới nhà gặp ta. Lão phu nhất định phải cẩn thận đối phó mới được. Mở cửa ra ngành đốt. Dạ. Thượng hoàng gia, lão phu ngành đốn bất chù, xin mời an tọa dùng trà. Thương hoàng gia, tấm danh họa này có phải là do ông Liên hay không? Đúng vậy, chỉ vẽ cho giải trí thôi, xin chỉ dạy. Ông nha, cùng cáo già của ông dám đi để chửi ta hả? Ta phải đánh chết ông. Chết ở đâu nè? Ngươi làm cái gì vậy hả? Đại mà hoàng gia, xin chỉ được việc thôi. Ô gà vậy hoàng gia, nè nè. Mày dám đến nhà ta để xin sự hả? Thôi mà, đánh chết mà. Khốn kiếp mà. Đi mà. Còn cái gì à? To ra. Dám chửi ta hả? Ta đưa người không tha cho ngươi đâu. Tưởng Vũ Đồng, ngươi tới nhà ta xin sự, nhục mạ lão phu. Ta
nhất định phải cho ngươi biết mặt ta. Lão già, buông ra đi. Hoàng gia, hoàng gia, đây là phủ thái sư. Nếu mà ông nóng nảy như vậy, cho dù ông có lý cách mấy cũng thua xúc, đồng thời vi phạm luật đấu với nhau của triều đình. À, hoàng gia, còn nhớ Khai Bình Hoàng phủ còn một cái tánh vật lập quốc không? Đó là Vũ Hồng Vũ ban khí cho kính băng thiết bản, trên đánh hoàng tôn, dưới đánh tàn thần. Ông muốn trả thù Diên Tung rất là dễ dàng thôi, cứ việc về phủ tìm cách trêu trọc ổng một mách, như vậy là quá đầy đủ rồi. Người nói rất là có lý. Đi. Hoàng gia, ông cứ giận hoài như vậy không phải là cách đâu. Người dám mà nói vậy hả? Đã nói rõ ràng là đừng có nóng giận mà. Ông cũng nóng giận rồi. Ông nói dễ dàng quá hả? Nếu là ông nghĩ sao đây hả? Nếu là tôi sẽ bình tĩnh đối phó. Diên Tung là đương kim thái sư, có thế trong triều đình, không ai dám đụng chạm tới. Mình với ông có thể dùng trí, chứ không có thể làm ngang được. Hồi nãy ông tới nhà người ta định đập ổng, ổng nhất định sẽ kiện vô trong cung, nói ông lăng nhục triều thần. Tới lúc đó ông tính sao đây? Ta sợ hắn sao? Là do hắn làm nhục ta trước mà. Có bằng chứng gì không? Nếu ổng biên để mình làm nhục ông, và nếu ông như ổng đem bằng chứng hủy diệt đi hết. Hơn nữa, ông kêu căng bá đạo, đã đầy ác danh. Cái này không phải tôi nói đâu, ông cứ tới kinh thành nghe thử đi rồi hiểu. Nè, nếu ông không tin cứ việc hỏi bọn hắn. Không dám, không dám đâu. Hoàng gia, ông đã thấy rồi chứ, bọn hắn sợ đến như vậy đó. Thì là vô dụng. Đi ra hết cho ta. Dạ. Vậy người nói đi, bây giờ phải tính sao đây? Tính sao đây hả? Trung Quỳ đã nói rồi đó, chỉ cần ông cố gắng lên, làm theo kế hoạch là xong xuôi hết. Kế hoạch à? Kế hoạch đâu? Đại tướng quân đâu hả? Anh Hi à, ngươi nghĩ coi, Tuyết Nhi ở bên cạnh hai tên háo sắc đó, ta lo lắng quá. Dạ. Khoan chờ một chút đã. Tuyết Nhi có người tùy hầu tên là Thu Cúc, trọng tình trọng nghĩa. Cô ta trung thành với Tuyết Nhi lắm. Khi Tuyết Nhi bị giam ở trong đại lao, cổ ngày đêm cứ hầu hạ, không hề rời khỏi. Hiện tại Tuyết Nhi bị đưa qua Diêm Phủ, cổ cũng không có rời khỏi. Cho nên tôi muốn đưa cậu tới Diêm Phủ luôn, để có người với Tuyết Nhi. Vậy thì chắc đại tướng quân yên bụng rồi chứ. Thôi được, vậy ngươi lập tức đưa Thu Cúc tới đó đi. Hành Y, ngươi đi đi. Dạ, đi đi. Nhưng mà đồng bây giờ ngươi nghe ta nói đây. Sở dĩ ta giúp ngươi để đối phó với Diên Trùng đã chứng tỏ vì cha con Diên Trùng hung ác bá đạo, ám hại quần thần, hơn nữa tham ô dâm đảng. Mục đích của ta là muốn đả phá quyền quy, dập tắt phẫn nộ, chứ không phải là trả thù cá nhân cho ngươi đâu. Con người của ngươi vì chuyện riêng tư mà đấu chọi với nhau, đó bất quá chỉ là thất phu tri dũng. Ngươi phải đặt quan trọng triều đình, đặt lợi ích của bá tánh trên hết, nung nấu ra cái tính cách anh hùng hào kiệt, vậy mới có thể tái lập lại được cái chiến tích lẫy lừng của Khai Bình Hoàng phủ. Xin nhận chỉ dạy. Thôi được, mặc dù ngươi kiêu căng tự đại, nhưng mà con người của ngươi vẫn còn chưa mất đi lòng tự trọng. Xin đại tướng quân chỉ dạy. Nếu như ngươi biết giác ngộ, thì từ nay về sau phải kiểm điểm lại, suy xét lại tất cả. Chờ kế hoạch đã chín mùi rồi thì Nguyễn Thái Gia tự nhiên sẽ tới phủ của ngươi, thì ngươi cứ làm đúng theo kế hoạch. Dạ. Đại tướng quân. Hả? Đại tướng quân. Đại tướng quân. Hoàng gia. Hay lắm. Đã từ lâu ta đã nghe Diên Tùng tình khốn kiếp này, làm đủ điều gian ác. Ta đã muốn tìm cơ hội dạy đời hắn từ lâu rồi. Bây giờ thủy chung cơ hội cũng đã tới rồi. Thì là hay quá. Dạ phải đó hoàng gia. Lưu
Lưu Văn Hải, ngươi làm như vậy là có giả tâm gì? Xin Thái Sư bớt giận. Mặc dù bị chất bị bắt buộc tới đây, nhưng mà đã có một sự tính toán sâu sắc. Ngươi tính toán cái gì, mau nói. Thái Sư suy nghĩ coi, tánh nết của Hoàng thượng báo đồng nóng nảy, kiêu căng ngang tàn. Cái quan chức của bị chất thì nhỏ, làm sao dám chống lại với hắn? Cho nên cái nguyên do bị bắt buộc là thế. Còn về việc dụng tâm thiết nghĩ sâu sắc, đó là cũng chỉ nghĩ cho Thái Sư. Thiết nghĩ cho lão phu hả? Thượng báo đồng đã tập hợp các quân thần quyền quy ở trong triều đình cùng với các thái sư dự sử để mà tâu Thái Sư lên hoàng thượng, là bởi vì hắn ganh tị Thái Sư được hoàng thượng trọng dụng. Quyền quy ông chơi phủ triều đình, đồng thời hắn có một mối tình cảm sâu sắc với Mạc Hoài Cổ, cho nên hắn có oán hận với Thái Sư. Hắn xong như nhà ta, cốt là cố ý gì? Để lấy bằng chứng đó. Bằng chứng? Lấy lời mắng chửi. Đích thân Thái Sư vẽ tranh trăm biếm khai bình hoàng phủ, nói khai bình hoàng phủ lập nghiệp gian nan, con cháu chỉ hưởng phước lộc của tổ tông, nhưng mà lại bại hoại tiếng tâm của tổ tông. Chính bởi vì khai bình hoàng tông thấy bức tranh họa này nên mới giận dữ. Khai bình hoàng cố tình muốn hỏi bức tranh họa này có phải là do đích thân Thái Sư vẽ không. Thật là không ngờ Thái Sư khăng khái nhìn nhận, cho nên bỉ chất chỉ có nước kéo ngài ra đi cho xong, nếu không mất công làm lớn thêm chuyện nữa. Thì ra là như vậy. Còn về việc tính toán bị chất dẫn hắn tới đây, đó là muốn mượn cái dịp để hòa giải, dẹp tan hiểu lầm. Ngươi với Khai Bình Hoàng có thâm tình gì không? Tôi hả? Chẳng có gì cả. Tôi chỉ bất quá là một ông quan mè đậu bị người ta ăn hiếp mà thôi. Lời lẽ của ngươi cũng khá lắm. Từ nay phải ráng mà xử sự, tương lai sáng lạng lắm đó. Cảm ơn Thái Sư đề bạc. Đứng lên đi. Tạ ơn Thái Sư. Bữa nay ở lại đây ăn cơm với lão phu. Dạ. Còn Thu Cúc nữ tỳ của Tuyết Nhi thì sao? Ngươi cứ việc đưa tới đó đi, cô ta cần phải có một người hầu hạ. Sao em lại tới đây? Vô Nguyễn Thái Gia, Nguyễn Thái Gia đã đưa em tới đây. Thu Cúc à, nhớ lên thế nào rồi? Má điên rồi. Má điên rồi. Bây giờ bà không có nhìn ra được ai hết. Ai bà cũng kêu là Thang Thành, ai bà cũng kêu là chú rể. Tiểu thư à, má không có buồn cô, nhưng mà chuyện này đều do những thế phẩm gây ra. Thăng chi gì nhất bản thuyết mà hại gia đình ta than nát. Tôi phải giết hắn. Tiểu thư à, đừng có nói như vậy nha. Xung quanh đây đều là tay chân của hắn đó. Đồng tập hợp quần thần triều đình cùng với các dự sử để tâu trình ta, tạm thời không nói ra với các quần thần, còn các dự sử là người như thế nào? Điều này thì có lão phu đỡ hết, ngươi cứ nói ra đi. Nếu có Thái Sư đây chống đỡ cho tôi, dĩ nhiên tôi đâu có sợ, nhưng mà bão táp như mưa gió thì khó có thể dự liệu, tôi cũng chỉ là nghe thôi. Tôi chắc không chính xác được. Ừ thật, ngươi nghe được điều gì? Lục Bỉnh, Cẩm Mỹ vệ trấn phủ sư Lục Bỉnh. Lục Bỉnh, tên này xưa nay toa rập với Khai Bình Hoàng, tạo đủ điều gian ác. Vậy thì có người nào nữa đây? Hèn chi họ dám cả gan chống đối với lão phu. Thì ra là do Lục Bỉnh âm thầm xích động. Cũng may là lão phu đã biết được sớm, nếu không thì để cho bọn hắn xuyên tạc rồi. Người nói đúng lắm,
Quả thật giữa Diên Trung với Lục Bỉnh đã có sự mâu thuẫn. Ngươi cứ đi sách động họ để họ tự câu xé nhau đi. Muốn làm thì tự ông làm đi, ở đây nguy hiểm quá rồi. Con cáo già này không thể nhìn bề ngoài được đâu. Ông coi cặp mắt của ông kìa, gian xảo chưa, độc ác chưa. Bọn hắn thấy Diên Thế Phạm sẵn người uống rượu với cha của hắn, hắn thừa dịp đi kiếm Tuyết Nhi. Ta tới đó coi thử, ở đây để tự người đối phó đó nha. Ê, nè. Nè, nè, để gì vậy? Vậy cũng đẹp quá ha. Hả? Sĩ Lan đại nhân, đường đường là quan tâm phẩm của triều đình mà làm những chuyện lén lút tò mò, không lẽ ông không sợ mất mặt hay sao? Ở đây là nhà của ta, ta muốn đi vô hoặc là bò vô tùy ý ta thôi. Ta trả lời như vậy cô giữ ý chưa? Vô liêm sĩ. Ê, đối với ta mà nói, trước mặt đàn bà thực tế không có cái chuyện vô liêm sĩ. Đã trần truồng đối diện với nhau, còn vô liêm sĩ chỗ nào nữa? Ngươi là vậy? Ở đâu mà tới đây hả? Hả? Cử đầu ba xích thủ thần linh, nhưng thế tạm ngươi đừng quá đáng nha. Quá đáng? Từ nhỏ ta đã quá đáng tới lớn đây nè. Nếu mà thánh thần có mắt thì đã trừng phạt ta từ lâu, đâu có thể tới bây giờ chứ. Ta có tiền có thế, muốn gì cũng được. Ai làm được cái gì ta chứ? Hơn nữa ta phá mặt gia cô người chết nhà tàn, tán loạn tứ tùng, có thấy ta có chuyện gì không chứ? Tuy rằng cha của cô chưa chết, nhưng mà bệnh hoạn triền miên, có khác gì đã chết đâu chứ. Cô nè, ở trong lòng của cô tuy rằng ghét ta lắm, nhưng mà như vậy cũng vô dụng. Cô ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra để cho ta. Ai đánh vậy? Ai đánh vậy? Ai đánh ta vậy? Ma. Ê, đại ca, thôi đừng có đánh nữa, anh đánh nó sẽ chết đó nhờ. Ta phải đánh chết tên súc sinh đó. Đại ca, tuổi thọ của hắn chưa hết, không đánh chết hắn được đâu. Tiểu thư à, hắn bị điên rồi. Hắn không phải điên đâu, mà là ông trời trừng phạt hắn. Bệnh tới như vậy nhất định phải kiếm đại phu chữa trị mới được. Ở chỗ này của ta, mặc dù có thể tránh được mưa gió, nhưng mà không có ám khí xung thì không bệnh cũng thành ra bệnh. Như hạng người lương thiện của người, ta phải bảo vệ người mới đúng. Nhưng mà cái chứng bệnh này của người, ôi chà, ông bị nóng sốt quá. Nhất định phải tìm cách mới được. À, đúng rồi, Phục Ma đại tướng quân Trung Quỳ, ổng đang ở trên dương gian để mà đuổi giết kẻ ác, ông lại bị người ta ám hại. Ổng thì cũng đang cần một người chứng này. Ta sẽ đem ông giao cho Trung Quỳ để cho ổng được thăng quan, còn ta thì có thể yên tâm mà ngủ. Đi lên, đi, nhớ lên, đi thế lên. Qua kia đi. Dạ. Ủa, là mặt ngoài chỗ. Hả? Ây da. Hả?
phải à? Này, tên nằm ở đây ngủ mất mới gì tới người? Ôi dạ, có ma. Ôi dạ. Hả? Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Điền Khả Quan là công bộ của Bình Thượng Ti. Bằng đêm bằng hôm, tới đây để làm gì? Đông lên xây cất, tôi đem công nhân đi thi công thôi. Thi công? Dạ đúng rồi. Vô trống lục coi. Ở trống còn ai nữa không? Dạ không, ở trống không có ai nữa. Không còn ai nữa à? Dạ phải, không có. Tôi trong phố xứ đại nhân. Ở trong mỹ quan có một ông lão già mang bệnh. Hỏi ông ta điện nói là mặt ngoài cổ. Mặt ngoài cổ? Này, đưa ra đi. Bắt tất cả về cho ta. Dạ. Mặt ngoài cổ. Cô nói là Viên Thế Phạm đã nói là lão gia còn chưa có chết, đang bệnh ở trong miễu quan đó. Có thiệt như vậy không? Tao cũng đang nghĩ tới câu nói này, nhưng mà tao lại không có cách gì để chứng thực. Hay là để tao đi kiếm lão gia. Tao cũng hy vọng là tao sẽ bay ra được khỏi chỗ này. Coi, một cô gái xinh đẹp như cô mà đi hầu hạ cho người khác thì quả thật khổ cho cô lắm đó nha. Thật ra cô cũng đâu có xấu hơn Tuyết Nhi. Mà quài cổ thì quả thật lầm lẫn rồi. Nếu là tôi hả, tôi quyết định nhận cô làm con nuôi, biểu Tuyết Nhi á là ma hoàng. Nè, cô coi cô kìa. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, dai xệ, eo thon, đuôi dài, mông to, da trắng, rất đẹp. Tất cả những chỗ đẹp của phái nữ cô đã hoàn toàn hội đủ. Đúng là trời xanh phái đẹp khó từ chối. Nếu mặc vô luôn dung lụa gấm dốc ngọc ngà nữ trang, tôi nghĩ hả, hàng ngã trên trời cũng đều ganh tị với cô đó, biết chưa hả? Sĩ Lan đại nhân à, ông đang nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết. Thì lũng công muốn lời đờn khải tay trầu. Nè, tôi chọn cái này nói với cô nha. Cái này cô cầm trước đi. Cái món này đáng giá 1,000 lượng, để sau khi xong việc tôi cho cô 4,000 lượng nữa. Hả? Miễn là cô tìm cách giúp cho tôi, giúp cho Tuyết Nhi trốn thoát khỏi chỗ này. Giúp tiểu thư đào thoát? Đúng vậy, giúp cho cổ đào thoát. Chỉ cần thoát ra khỏi Diên phủ thì 5,000 lượng này thuộc về của cô. Tại sao lại phải giúp tiểu thư đào thoát? Ai, cổ mà ở đây à, tôi thấy cổ mà không gần gũi được, tôi sợ cha của tôi chiếm đoạt cổ mà. Tôi gấp đến muốn điên này nè. Còn nữa, ở trong cái phòng đó rất là kỳ lạ, tự nhiên tôi vô ca nhu cớ bị người ta đánh. Hễ mỗi lần tôi tới đó, trong bụng của tôi sợ hãi lắm. Cô hiểu chưa? Tiểu thư à? Tiểu thư, hồi nãy tôi có gặp Viên Thế Phàm. Hắn đã nói gì? Hắn kêu tôi giúp cho cô đào thoát. Hắn còn nói cho tôi 5,000 lượng nữa. Thì có chuyện như vậy? Cô coi, chiếc vòng này hắn nói là đáng giá 1,000 lượng đó. Kêu tôi đeo vô trước, để cô trốn thoát rồi hắn sẽ cho thêm 4,000 lượng nữa. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn nói cô đang ở đây, hắn không có thể nào gần gũi cô được, là sợ cha của hắn chiếm đoạt cô. Để cô trốn thoát rồi thì hắn có thể bắt cô lại, đem cô đi nơi khác. Hiện hở vô liêm sỉ. Tiểu thư à, hay là mình tương kế tự kế đi. Như vậy được không?
nhốt ở đây như chim trong lồng, không có được tự do. Hay là mình đi lừa một phen, nếu kiếm được lão gia thì mình có thể đoàn tụ. Được. Nếu như gặp Diên Thế Phàm thì mình sẽ liều thân với hắn. Chết rồi, hai cô gái này thì lụ mạng quá, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Thu Cúc, làm sao để ra ngoài, ngươi có cách không? Không cần mình phải suy nghĩ, hắn sẽ sắp xếp cho mình. Nhưng mà mình đâu thể nghe hết lời của hắn. Yên tâm đi, cái miệng ở trong người của mình mà, sợ cái gì chứ. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không muốn là không muốn mà. Bọn người điếc sao hả? Hoàng gia, nô tỳ biết tội, xin hoàng gia tha thứ. Đi ra, đi ra, đừng có làm phiền ta nữa, đi ra. Hoàng gia. Bọn quân sao? Đại tướng quân bị ông đừng nóng nảy mà. Ta chịu đựng hết nổi rồi, cả cái người của ta sắp sửa nổi đây nè. Ông phải kiềm chế. Bước thứ nhất muốn thay đổi tính tình, đó là phải biết nhường nhịn người khác. Ông coi còn để khóc lóc tội nghiệp kia chưa? Người ta tốt bụng đem yến xào vô cho ông ăn, ông lại mắng chửi người ta. Nếu ngược lại lòng thì ông nghĩ sao? Ông coi mắng chửi tới người ta như vậy đó. Đứng dậy đi, ta không chửi người nữa đâu. Đánh của ta không có tốt, xin lỗi nha. Ông làm vậy là sao? Ông đừng quên rằng ông là hoàng gia. Ông làm như vậy chắc chắn người ta coi như ông là điên. Vậy thằng biểu tôi phải làm cách nào đây? Người quan chờ phóng, tấn thối tự nhiên, không kêu cần không hóng hách. Tóm lại một câu, đừng có nóng bậy bạ là được rồi. Thì là khó khăn quá. Dĩ nhiên là khó khăn. Bộn tưởng muốn làm thánh hiền dễ lắm sao? Thánh hiền? Ông kêu tôi bằng thánh hiền hả? Đây là mục đích tu luyện, muốn thay đổi tánh tình, trước hết phải hài hòa những người ta lẫn nhẫn nhục. Bẩm hoàng gia, Cẩm Y vệ trấn phủ Lục sư hoàng gia tới gặp. Lục Bỉnh? Dạ phải. Mau mời, mau mời. Dạ. Lục Bỉnh đi mặc ngoài cổ tới đây, đó là kế hoạch của đại tướng quân. Ông phải lo lắng cho ông ta, làm đúng theo kế hoạch. Lục lão gia mời. Hoàng gia, Lục lão gia tới. Hoàng kiến hoàng gia. Lục trấn phủ sứ, hân hạnh, hân hạnh. Hoàng gia là tôn thất cao quý mà. Mời ngồi. Dâng trà. Dạ. Mời ngồi. Không dám làm phiền hoàng gia, Lục Bính có việc nhờ. Ý của ông là muốn nhờ tôi chăm lo một người hả? Hoàng gia thật là người thông minh phi thường, chưa nói đã biết. Đúng vậy, nguyên đại thượng sĩ Chánh Hưng Mạc Hoài Cổ bị kẻ xấu ám hại, bị bệnh tiền thân, trôi giạt tới một miếu quan ở ngoài thành. Lục mổ đi từng phát giác thấy ổng, cho nên lập tức phải mang ổng về đây, đồng thời bắt luôn cả mấy người có hành động khả nghi. Lục mổ vì công vụ phải cần đi gấp, không thể lo lắng trị liệu, cho nên mới chuyển tới đây kính xin hoàng gia nhận dùm. Ông yên chí đi, cứ giao cho tôi. Vậy còn mấy tên bất lương thì sao? Cứ giao hết cho tôi. Ồ, vậy thì hay quá. Hoàng gia xưa nay coi bọn người xấu như kẻ thù, tuyệt đối không thể nào tha thứ cho họ đâu. Nhất định sẽ điều tra được ý đồ của bọn hắn rồi giải quan trừng trị. Ông có việc yên tâm, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Hoàng gia, Lục Bỉnh sẽ phép chọc tốt, hắn sợ ông sẽ thùng phục cha con Diên Trung. Bộ giỡn chơi hả? Giỡn chơi. Ồ, dạ không, dạ không. Ông có việc giao mặt ngoài cổ cho tôi đi. Ông nguyên chí đi ha. Như vậy thì hay lắm. Mặt đại nhân cùng với mấy tên bất lương đang nhốt ở trong phòng, xin đại nhân cho người tới tiếp nhận. Được. Người đâu? Có. Phải người tới tiếp thu bồn sâu, tiếp đại anh cần với mặt ngoài cổ. Dạ. Và phải gấp rút trị bệnh cho ông. Đúng, phải lập tức người đại phu tới đây. Dạ. Vậy Lục mổ xin cáo từ. Xin tự nhiên. Nè, nhớ nha, sau khi trở về mình phải uống vài ly nha. Tuân lệnh. Hoàng gia, làm chuyện thiện ai cũng khen, chính mình cũng sung sướng, còn hơn là ông nóng nảy bày bà mắng chửi người khác. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Dĩ nhiên nói đúng, không có mấy chiêu này làm sao thao luyện được cục đá này của ông chứ. Sao Hải Nhân Hải, có chuyện à? Dạ, có chuyện gấp. Mau nói đi. Hạ quan mới vừa nhận được tin, đại thảm hành của công bộ Huỳnh Thượng Thư Điền Khả Hoài bị Lục Bỉnh Cẩm Y Vệ Chánh Phủ Sư bắt giữ, bây giờ bị nhốt ở trong Khai Bình Hoàng Phủ. Nghe nói Điền Khả Hoài liên can tới tội trộm cắp, trong đó Điền Khả Hoài
là phụ tá đắc lực của công bộ sĩ lang của quý phủ. Tôi nghĩ phen này phải bị rắc rối rồi. Người nói người với Khai Bình Hoàng phủ không có qua lại mà, tại sao chuyện bí mật như vậy họ cũng cho người biết sao? Không phải là ai nói cho tôi biết đâu. Đó là do thượng báo đồng cho người tới đòi tôi lấy tài liệu của Thang Thành. Bị chức dứt khoát không chịu đưa ra. Ở trong lúc hai bên va chạm với nhau, bị chức dùng lời dọ thám ra được chuyện đó. Người lui ra ngoài đi. Dạ, bị chức cáo lui. Mười đâu? Lão già có chuyện gì sai khiến? Mau đi kiếm thiếu gia về đây. Dạ lão già. Ai đó? Là ta đây. Ta đến coi chuẩn bị xong chưa, mau trốn đi. Tiểu thơ, mình trốn đi. Đi đi, mau lên, mình đi. Nhanh đi, nhanh lên. Ta đỡ cho. Ông muốn làm gì? Ta chỉ muốn đợi cho cổ đi thôi. Để tôi đỡ cổ được rồi. Ông đi trước đi. Vậy theo ta ha. Nè. Tiểu thư là cẩn thận nha. Tiểu thư. Nè nè, không phải bên này, bên kia. Đi. Chờ ta dưới. Nè, nè, chờ ta dưới. Ê, thiếu gia. Ê, chuyện gì vậy? Chờ ta dưới. Nè, lão giận chuyện lắm. Ây da, nè, buông tay đi, có chuyện gì vậy vậy chứ hả? Ây da, buông tay đi. Giận lắm đâu. Nè, chờ ta dưới. Ây da, không gì không được đâu. Buông tay ra đi, chuyện gì mới được chứ hả? Nghe nói Điền Khả Hoài bị Cẩm Vệ bắt đi rồi đó. Mau đuổi bắt gì đi. Mau đi. Mau đuổi bắt gì nha. Nhanh lên, nhanh lên.